tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã nghe báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, báo cáo công tác thi hành án năm 2020 và báo cáo của ngành tòa án, viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2020. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp Ủy ban tư pháp đánh giá cao những kết quả của ngành công an, tòa án, viện kiểm sát đạt được nhiều chỉ tiêu vượt yêu cầu của Quốc hội. Nhất là trong công tác giải quyết các vụ án hình sự, tỷ lệ giải quyết án đạt 97,8%, vượt 9,8% so với chỉ tiêu yêu cầu của Quốc hội, chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội, hình phạt mà tòa án áp dụng cơ bản bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật tuy nhiên ủy ban tư pháp cũng nhấn mạnh một số loại tội phạm nghiêm trọng lại đang gia tăng như hiếp dâm nhất là hiếp dâm trẻ em gây dối trật tự công cộng chống lại lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ công tác kiểm sát xét xử vẫn còn 60 trường hợp bị oan liên quan đến trách nhiệm của Viện Kiểm sát, 95 trường hợp truy tố thiếu căn cứ, sai tội danh, sai khung hình phạt. Các tòa án nhân dân vẫn còn nhiều vi phạm dẫn tới Viện Kiểm sát Nhân dân phải ban hành 657 kiến nghị yêu cầu khắc phục trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, 1628 kiến nghị trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính. Đáng lưu ý, một số trường hợp sau khi tuyên án, đương sự phản ứng bức xúc với kết quả xét xử và dư luận